Em trai, tôi có một đứa em trai tên gọi thân mật ở nhà là Bi. Tôi và Bi cách nhau 4 tuổi nên từ nhỏ cho đến lớn cũng rất hay chơi với nhau và dĩ nhiên cũng không thể không gây lộn. Cãi nhau hay thậm chí là đánh nhau cũng là chuyện bình thường đối với hai đứa tôi. Bi giống tôi ở chỗ là khá ít nói và thích ở nhà thay vì phải ra ngoài tiếp xúc với nhiều người lạ. Nhà có hai chị em nhưng mỗi đứa có một nét riêng, không ai giống ai cả. Bi thì không hứng thú với việc học như tôi nên kết quả học tập từ nhỏ đến lớn không bằng tôi. Càng lên lớp lớn, chương trình học sẽ khó hơn và ba má cũng như tôi lại là những người cảm thấy mệt mỏi khi mỗi lần bị thầy cô giáo chủ nhiệm nhắc nhở về việc học của Bi. Mặc dù tôi cũng kèm cặp và cố gắng nhất có thể để cho em mình có thể học tốt hơn, đậu vào trường công lập, nơi có môi trường, bạn bè, thầy cô tốt hơn để có tương lai hơn sau này. Tuy nhiên, việc học với Bi có vẻ nặng nề và không hứng thú, nên dù cố gắng ôn luyện và đậu vào lớp 10 trường công lập, nhưng 3 năm cấp 3 với Bi và của cả nhà tôi thật sự bất ổn. Thời điểm đó, với tính cách của một đứa con trai bước vào tuổi dậy thì, ngang bướng hay cãi lời ba má, cúp học, chơi game, thật sự Bi đã làm phiền lòng thầy cô và ba má rất nhiều. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, có thể mỗi người có một thế mạnh riêng, cho nên trong lớp cũng có người học rất giỏi, có người học tệ hơn. Nhưng những người học tệ trong lớp lại có những mặt mạnh khác mà những người học giỏi chưa chắc đã có. Chắc Bi nằm trong những đứa học tệ nhưng có điểm mạnh riêng đó. Một trong số đó tôi phải công nhận là Bi viết chữ đẹp và vẽ đẹp hơn tôi rất nhiều lần. Bên cạnh đó, tôi thấy Bi cũng khá khéo tay, biết nấu ăn và khi làm một việc gì đó mà cậu thích thì kết quả hoàn thiện khá chỉnh chu. Quay ngược thời gian một xíu, lúc hai đứa tôi còn nhỏ, ra ngoài chơi thì không sao, cũng hay bênh vực, bảo vệ nhau lắm. Vậy mà lúc về nhà là gây chuyện, cãi nhau sùm, làm ba má tôi phải la miết. Hai đứa kiểu làm chuyện gì sai trái cái là hối lộ đứa kia không được nói cho ba má biết. Đứa nào mét thì đứa kia cũng có cái để mét luôn. Thế là giả bộ không ai biết gì hết. Hồi nhỏ, tôi hay chỉ cho Bi học, làm bài tập về nhà, mà mỗi lần chỉ thì tôi kiểu mấy cái đơn giản này cũng không biết, không chịu học công thức, hỏi tới đâu là ngớ người tới đó rồi biết khi nào mới làm xong. Tôi ở đó nóng tính lắm, lại còn không có khả năng kiên nhẫn được lâu, nên mỗi lần chỉ bài cho cậu ta là cứ le sùm rồi cả hai ngồi khóc, rồi ba má tôi phải can thiệp. Cứ như vậy, năm này qua tháng nọ, tôi lên lớp, Bi cũng lên lớp. Ngày tôi đậu vào đại học thì Bi cũng đậu vào trường công lập lớp 10. Ngày đó không những tôi, Bi mừng mà tôi nghĩ ba má tôi cũng mừng không kém. Là em cách tôi 4 tuổi nhưng trên thực tế tôi khai sinh nhỏ hơn 1 tuổi nên thành ra hai chị em cách nhau có 3 lớp thôi. Vậy nên Bi có phần thiệt thòi hơn vì phải học lại những sách giáo khoa cũ của tôi để lại để tiết kiệm tiền mua sách. Hai chị em cứ như vậy từ lớp 1 cho tới lớp 12. Tôi lớn hơn nên được ba má mua sách vở mới vào mỗi đầu năm học. Còn Bi thì soạn lại những sách của tôi để lại rồi học tiếp. Đến năm cấp 3, tôi được ba má mua cho chiếc xe đạp điện. Vì nhà cách trường hơn 10 cây số mà tôi lại nhỏ con. Và rồi 3 năm sau, cũng chiếc xe đạp điện ấy, của ngôi trường cấp 3 ấy, thay tôi đi học chính là Bi. Mặc dù Bi là đứa con trai út trong gia đình có hai chị em, nhưng ba má tôi thương đều cả hai đứa, không hơn thua đứa nào cả, nên cả hai đứa hầu như không bao giờ tị nạnh hay hơn thua nhau điều gì. Có đoạn từ lúc lên cấp 2, cấp 3, Bi mê chơi mà bỏ bê việc học, học hành sa sút rồi hay cãi lời ba má, nên hai đứa tôi cũng hay cãi nhau lắm. Lúc đó tôi đâu biết rằng mấy đứa như tụi tôi bước vào giai đoạn dậy thì tâm lý cũng thay đổi và rất dễ nổi cáu. Và những lúc như vậy, hai đứa tôi như chó với mèo. Sau này, sau nhiều lần định hoàn thành xong lớp 12 rồi bỏ học để đi làm kiếm tiền, thì Bi cũng có một quyết định đúng đắn, đó là tiếp tục đăng ký học ở một trường cao đẳng ở Sài Gòn, ngành cơ khí. Thời gian đầu, Bi ở chung trọ với tôi. Lúc đó tôi bước qua đầu năm tư đại học, thì Bi vào năm một cao đẳng. Ở chung nhiều lúc cũng vui, nhưng đôi khi cũng cãi nhau vì bất đồng cái này cái kia. Thời gian thấm thoát trôi, tôi cũng ra trường đi làm, Bi cũng học xong cao đẳng, cũng đi làm và giờ đây đã nhập ngũ để hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ra đời trải nghiệm rồi qua vấp nên có lẽ Bi đã trưởng thành hơn, biết suy nghĩ cho bản thân và gia đình hơn.
Và tôi thích phiên bản của Bi bây giờ nhiều hơn, phiên bản sống tình cảm hơn, mặc dù ít thể hiện ra lời nói, nhưng tôi cảm nhận được tình cảm của cậu khi nói chuyện. Tôi biết được sự thay đổi này vì có vài lần gặp nhau, nói chuyện rồi chào tạm biệt, cậu đã làm tôi khóc.